tất cả lỗi là do tôi hết, đã không có nuôi dạy thằng Minh nó đàng hoàng, khiến cho cháu dâu nó phải thất vọng. Thôi giờ tôi xin thay mặt Minh xin lỗi cả nhà. Ông có lỗi gì đâu xin. Cái chuyện đó là chuyện của tuổi trẻ, có liên quan gì tới người lớn đâu. Ông cũng đừng ái nái. Dạ, con mới là người xin lỗi cả nhà. Vì chuyện của con mà làm ảnh hưởng tới người lớn, con thành thật xin lỗi. Lỗi đâu có bắt lỗi gì con đâu. Con trách đó, nó trách cái thằng nó không ra gì. Dạ, vợ con nói đúng đó, là lỗi của con, cũng liên quan gì tới vợ con đó. Con xin hứa từ nay về sau con sẽ không có tái phạm nữa. Em tha lỗi cho anh, mong mọi người tha lỗi cho con. Cái chuyện cũng đã qua rồi. Con có lỗi, con biết xin lỗi vậy là tốt rồi. Quan trọng là cái chuyện bây giờ á. Dạ thưa nội, nếu như nội không có giận con xin phép nội cho con được ở nhà mình thêm một thời gian nữa. Con muốn suy nghĩ. Ủa chị Thanh, chị nói vậy á là chị muốn anh Minh của em ở rể hả? Mi à, chị không có ép buộc anh của em, là do anh tự quyết định mà. Anh hai, anh muốn ở rể hả anh hai? Em bớt thoại đi, chuyện người lớn đừng có xen vô. Ê, đúng rồi đó, để anh chị tự giải quyết đi. Sẵn đây, con cũng có chuyện muốn nói với cả nhà. Cũng như mọi người thấy á, là con với anh Tú có quen nhau. Nếu như sau này á, có lấy nhau á, con muốn anh Tú về nhà con ở rể. Ở rể? Dạ. Đâu có được. Thằng Tú có nhà cửa đàng hoàng, sao ở rể? Bác phản đối. Tôi cũng phản đối. Bây giờ chuyện này quan trọng lắm á, không có đùa được đâu. Em đâu có đùa. Anh qua ở rể đi, chứ em làm dâu không có được. My, chủ người lớn đang nói chuyện, nói gì bậy bạ vậy hả? Nói gì không sợ nội buồn hả? Anh mà cũng biết sợ nội buồn nữa hả? Nói vậy là sao? Con xin phép cả nhà cho con được nói chuyện riêng với nhà mình ạ. Mình ra ngoài nói chuyện xíu nha nội. Từ từ thôi nội. Bây giờ anh mới biết chuyện nội té á. Anh thấy mình có vô tâm quá không anh hai? Cái chuyện mà anh ở rể tối hôm qua đến giờ á, nội rất là đau lòng luôn. Cả đêm hôm qua nội ngủ không có được. My, nội nuôi mình từ nhỏ đến giờ, cho anh hai anh học đàng hoàng. Nội chưa bao giờ đối xử tệ bạc với anh hai chị hai hết á. Mà anh bỏ rơi nội. Nếu như mà chị Thanh bắt anh qua đây ở rể á, thì em cũng sẽ bắt chồng em ở rể để lo cho nội. Xin lỗi, nếu như con có nói gì quá đáng á, thì con xin lỗi nội. Con xin phép bị làm. My, My. My, em có biết chuyện sáng nay em nói rất là quan trọng không? Cái việc đó tại sao em không bàn với anh trước mà em lại làm như vậy? Ủa, em thấy chuyện đó bình thường mà, có gì đâu cần phải bàn. Với lại á, anh cũng ủng hộ cái chuyện ở rể mà. Hai anh chị là khác, tụi mình khác. Em đâu thế nào em gộp chung cả hai lại như vậy được. Em có thấy em làm vậy em rất là ích kỷ không My? Không biết ai mới là người ích kỷ đó. Cẩn thận bậc thang nha nội. Rồi. Đau không nội? Nội ơi, làm sao mà tự nhiên bị té nặng vậy nè? Có cái gì đâu, lên sửa cái bóng đèn rồi dấp té thôi con. Trời ơi, mấy công chuyện đó sao nội để anh Minh làm? Cẩn thận. Chuyện cái chuyện nhỏ mà con, nội còn khỏe lắm. Nội cứ để cho con. Thanh, thằng Minh nó có nhiều sai sót ha. Thôi thì con cũng mạnh tay cho nó đi.
Biết sao không? Hai đứa nó rồi coi như là mất cha mẹ từ nhỏ đó, mà được cái nỗi nương chiều nữa, cho nên nó hơi ỷ y. Thôi giờ con dì nội đi, cho nó một cơ hội để nó sửa chữa ha con nha. Còn con Mi nữa, con đừng có để ý lời của nó nói. Cứ yên tâm ở đây mà tịnh dưỡng nghe chưa. Khi nào nhớ nội thì về bển ăn với nội bữa cơm là được rồi ha. Mình về nội. Con biết rồi nội. Nội cẩn thận nha. Rồi rồi. Cẩn thận nha nội. Từ từ. Dạ thưa ba, con thấy tính cách nào á thì thằng Tú nhà mình cũng là con trai duy nhất, không thể nào để cho nó đi ở rể được ba. Dạ, với thằng Tú nó có học thức, nó có nhà cửa, có công ăn việc làm đàng hoàng ổn định, mà đi ở rể thì kỳ quá ba. Ủa sao tôi quay bắt con ta về nhà mình ở rể thì ta bắt con nhà mình về nhà ta ở rể, quê có gì đâu. Dạ tại cũng tại vợ chồng tụi bay nuông chiều con Thanh riết rồi nó tung hoành, nó muốn làm gì nó làm, nhà nãy giờ đó không có ai nói nó nghe hết á. Tao nói rồi đó, nhà này không có ai có quyền trách con Bi hết. Con Bi nó làm đúng đúng y như con Thanh làm bên nhà anh ta vậy đó. Dạ thưa nội, thưa ba mẹ, con xin lỗi. Có chuyện không nội? À, từ từ. Ngồi từ từ nội. Rồi đau lắm hả nội? Không, rên chút thôi, vài bữa hết à. Con xin lỗi nội nha, con vô tâm quá để nội bị như vậy. Con á, giờ mình có gia đình rồi đúng không, là phải có trách nhiệm với mình. Mình không có trách nhiệm Thanh hết, bởi vì vợ nó con nó cũng có cái lý của nó. Giờ về bển là mình làm rể, nội chỉ cần con quan tâm chăm sóc, đừng bao giờ để con Thanh nó buồn nữa là nội vui lắm rồi. Nhưng mà con lo cho nội lắm, nó nuôi con từ nhỏ tới lớn mà, giờ tự nhiên con bỏ nội mình vậy, con không có yên tâm với nội. Nhà sát bên mà, nhớ nội thì về thăm nội ha. Thôi về bển lẻ lên đi, để vợ con ra trông đi. Dạ thưa nội, anh Minh anh không cần phải đi đâu đâu nội. Em. Ủa sao con lại về đây? Con xin lỗi nội, cũng do cái tính của con hết, con làm cho nội buồn, làm cho cả hai gia đình đều buồn. Nội tha lỗi cho con nghe nội. Ô lỗi phải gì? Bây giờ chỉ cần hai đứa con được hạnh phúc á, là muốn làm gì á nội cũng đồng ý hết. Vậy là em ở lại đây không đi về bển nữa hả? Chồng em ở đây, nhà em ở đây, mặt mới về em phải đi đâu? Anh cảm ơn vợ nha, vợ là số một á, vợ là nhất luôn. Anh cảm ơn vợ nhiều lắm. Anh mừng quá, mừng quá vợ. Mừng quá. Anh cho mặt hả? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh sao vợ? Em nội, vợ con bị sao vậy? Nó sao vậy? Thanh, chị hai con đã biết sai nên sắp đồ về bên đó rồi. Con nói với Mi á, đừng có bắt chước con Thanh rồi bắt con qua bển làm rể nha. Dạ con hiểu rồi.
Em cố tình làm như vậy để chị Thanh nhận lỗi của mình đúng không? Bây giờ anh mới hiểu là muộn rồi. Em không ngờ anh nghĩ em xấu gì luôn á. Em thật sự thất vọng với anh. Nhưng mà có gì cũng phải nói với anh trước một tiếng chứ. Em thấy mình không có sai chỗ nào hết. Anh chỉ biết nghĩ cho mình cảm xúc của anh không à. Cái gì vậy? Sao không trả lời? Ôi chào nội. Ủa? Ủa sao nay về sớm vậy? Không đi chơi với anh Tú hả? Dạ con hơi mệt. Thôi con đi lên nghỉ nha nội. À khoan. Dạ. Có phải là con với anh Tú gây lộn gì cái chuyện vợ chồng anh Minh không? Dạ không có đâu nội. Ủa? Mà anh chị Hai đâu rồi nội? Thì đây nè, chị Thanh mới về hồi chiều. Rồi bị xỉu. Sao vậy nội? Ai mà biết được, Minh đưa đi khám rồi. Nãy giờ nó cũng gọi mà nó không có trả lời trả vốn gì hết á. Còn con nữa nha. Dạ. Mấy bữa rày là chị Thanh á, là chị bị áp lực á. Con đừng có gây chuyện nữa. Giờ mình là người một nhà rồi con ha. Dạ con hiểu rồi. Mà đánh em thương mà. Đánh Minh đánh mình này. Mà thương thương. Cái gì vậy? Đánh làm cái gì mà nó khóc ôm sùm vậy? Dạ dạ. Ngồi đi mà, ngồi đi. Ủa em đi khám gì em ngồi chứ mắc gì anh ngồi. Nó làm gì mà nó khóc ôm sùm vậy con? Anh Hai, chị Thanh bị cái gì vậy anh Hai? Trời ơi. Anh Hai. Vợ con bị. Bị cái gì nói coi. Vợ con bị. Đừng nói gì em bị năng y nha. Cái gì này? Nó bị bệnh năng y hả? Ơi, dạ 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 không phải nội, không phải, phải, phải. Con có thai. Vợ con có bầu rồi nội. Con gửi tao chọi mày bây giờ. Mày làm ông nội hết hồn luôn á. Con nghe con nội hết hồn nữa rồi. Chúc mừng anh Hai chị Hai nha. Trời ơi mừng quá. Vậy là tôi có cháu cố rồi. Chị Thanh, chị gọi báo bên kia chưa? Chị chưa có báo, để chị gọi báo liền. Báo liền đi con. Má biết rồi, má biết rồi. Vậy con. Ba ơi. Hả? Gì vậy? Con Thanh nó có em bé. Mình sắp có cháu ngoại rồi. Ba con được cháu ngoại rồi ba. Chúc mừng Hai chị Hai nha. Cảm ơn chú ba. Cái thằng Minh á, coi gì mà hay nha, làm việc được á. Con á, dạ, đừng có ngồi đó mà nói người ta. Cũng lo cưới vợ rồi đi, sanh con đẻ cái được chứ. 40 mấy 50 tuổi rồi, không kịp đó. Ba, ông bà có con hay lắm ba. Mấy cái thằng mà lù đù á, dắt luôn chạy nào không hay đâu. Hình như cô đó ứng như còn á. Nghe, ba yên tâm. Được vậy tao cũng mừng à. Cái thời tới là cảm nổi đâu, ba yên tâm đi. Nghe. Phạm ơi, con nhớ ra rồi. Cái tháng đầu của thai kỳ quan trọng dữ lắm. Mà con Thanh nó mới có bầu lần đầu á, nó sẽ rất là bỡ ngỡ. Nó không biết là phải làm gì, nên ăn cái gì. Chắc con phải qua bển một chuyến quá ba. Ơ mẹ, thôi không ấy, về tối rồi để con chở mẹ về bển nha. Úi cha. Nè, cái tên nói đúng nha. Cao thủ bằng tranh thủ nha. Mới cãi lộn với My, giờ qua làm quà đúng không? Mấy cái chiêu này xưa rồi. Cái lúc mà chú chơi cái chiêu này á, là con nằm ở đây nè. Ở đây nè. Chú này, con có vậy đâu. Có gì đâu, nhưng mà có nghe. Dạ con chào bác. Ồ, tới tăm bà bầu phải không? Chào ông. ngồi. Chà, quá trời đồ ha. Vợ chồng Thanh Minh ơi, có mẹ tới chơi nè. Dạ. Còn My nữa. Làm cho nội giữ trái cây nha con. Mẹ. Từ từ em ơi. Ê, chết chặt. Từ thôi trời ơi. Quá. Ngồi nhẹ thôi. Mẹ. Đây nè. Trời ơi, mẹ mua gì cho con mà nhiều dữ vậy hả? Mấy bà bầu á, mấy tháng đầu thèm ăn dữ lắm. Mẹ mua cho con á. Đây nè, nè, cái này là bổ lắm nha con. Có trứng nè, có trà bông nè. Nè, ăn đi. Mẹ, con chưa có thèm. Mẹ mua nhiều quá làm sao con ăn hết. Bây giờ con chưa thèm, nhưng mà con phải ăn để cho em bé nó khỏe, biết chưa? Bác ơi, con mua nhiều lắm.
nhà mình cứ dùng đi cho nó vui nha bác. Ôi cảm ơn con. Ba cái thức ăn này là phải dành để mà tẩm bổ cho bà bầu này nè. Mẹ có ăn miếng cho mẹ vui. Ăn đi con. Mẹ, bánh con chưa ăn, ăn trái cây đi. Thì nó mát nó dễ ăn. Sao tự nhiên giờ con chưa có thèm gì hết á mẹ. Mua cho bà bầu chứ không phải mua cho cậu nha. Em ăn đi. Ôi em không ăn đâu, chưa có thèm. Vậy anh ăn giùm em nha. Trời ơi nói vậy mà nó còn ăn được kìa. Ngon không con? Ngon ngon mẹ. Con mời bác ăn trái cây. Ừ, cảm ơn con. Bác ơi, cho con xin lỗi chuyện hồi sáng nha. Con lỡ lời, bác thông cảm cho con. Còn có gì đâu, bác biết con nói vậy là để đỡ cho con Thanh thôi. Bác phải cảm ơn con mới đúng á. Dạ, mình là gia đình với nhau mà, không có gì đâu bác. Đúng rồi, con cũng sẽ là con cái trong nhà thôi mà. Thôi bác ngồi chơi nha, con xin phép lên lầu. Ừ, coi. Trời ơi, ăn được quá vậy? Ngon ghê. Ngon dữ vậy hả? Con có bị ngán không? Dạ không, con thấy bình thường, con không thèm gì hết, không bị gì hết. Chứ không. Mình mình nó bị gì vậy bác? Tham ăn trung thực. Thôi mà con cãi nó đi. Quan trọng giờ lo cho bà bầu này nè. Dạ. Bác ơi. Con thấy thường là 3 tháng đầu của thai kỳ á rất là quan trọng. Cho nên bác cho phép con rước bé Thanh về bển chăm sóc cho tiện nha. Cái này thì tùy tụi nó thôi. Tụi nó làm sao là tôi vậy à? Dạ. Mẹ, con biết là mẹ lo cho con, mẹ thương con. Nhưng mà con lớn rồi mẹ, con tự lo được. Với lại bên này á, có nội thương con nè. Có Út My cũng thương con. Rồi còn chồng con lo cho con nữa không chi. Mẹ đừng lo cho con nha. Này con trưởng thành rồi đây nè. Mẹ mừng lắm. Dạ vào đi. Ủa My à, sữa bầu của chị nè, uống đi hết nóng không ngon á. Cái anh Minh này thiệt tình luôn á. Chị nhờ ảnh pha cho chị ly sữa, vậy mà cũng không tự tay làm vậy em gái nữa. Ảnh pha xong rồi chị là ảnh chạy đi ói mất tiêu rồi. Với lại em cũng muốn chăm sóc cháu của mình mà. My nè, nhờ xảy ra cái chuyện này chị mới coi lại bản thân của chị. Mém chút nữa là chị trở thành nhân vật phản diện rồi. Chị cảm ơn em nhiều nha. Chuyện qua rồi, mình cho qua luôn đi chị. Nhiệm vụ của chị bây giờ là phải sinh cho em một em bé thật là bự bẩm nha. À, chị hỏi thiệt nha, có phải tại vì chuyện này mà hai đứa gây gổ với nhau không vậy? Thật ra là em sai vì không bàn trước chuyện với ảnh. Nhưng mà em không ngờ anh phản ứng thái quá như vậy. Thực ra nó phản ứng như vậy là đúng đó. Em không biết đâu. Tại vì Tú nó không có theo được quân đội, cho nên là lúc nào nó cũng cảm thấy là áy náy. Nó cảm thấy là vì nó mà làm cho ông nội cảm thấy thất vọng. Vì sao mà anh không theo quân đội vậy chị? Trời Phật ơi, chuyện sao mà phải ra nông nổi gì hả con? Dạ, thằng Tú nó lao ra cứu đứa bé băng qua đường nên mới bị thương rồi bị chấn thương tùm lum hết mà. Nhưng mà cũng may là tình hình tạm ổn, chỉ không biết là sau này nó có học được trường quân sự nữa hay không. Học nữa hay không không có quan trọng, mà quan trọng á, sau này làm việc gì có ích cho xã hội cho đời là được rồi. Mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ. Cái gì vậy con? Mẹ đây nè. Chuyện gì vậy?
Sao vậy hả? Đâu có chân của con không cử động được vậy mẹ. Con bị phản phế luôn rồi đó mẹ. Tú ơi Tú, nghe mẹ nói nè, cái vết thương con còn mới, cứ bình tĩnh đi, từ từ nó sẽ hồi phục không sao đâu nha. Tú, 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 con sao đâu mẹ? Con nghe lời mẹ đi. Con sao đâu mẹ? Cũng vì như vậy á, mà lúc nào nó cũng nghĩ là nó phải nghiêm khắc với bản thân, bởi vì nó không có bảo vệ được cho gia đình. Em hiểu cho nó nha. Giờ thì mình đã hiểu vì sao anh ấy lại phản ứng như vậy. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em về phòng nha. Anh ngủ chưa? Anh nghe nè. Anh chưa ngủ hả? Anh chưa ngủ. Anh mừng quá, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi hả? Anh xin lỗi nha, thật ra là anh... Anh không cần phải nói gì hết á. Em hiểu tại sao anh phản ứng như vậy mà. Em cũng có phần không đúng. Em xin lỗi nha. Anh bỏ qua nha. Cảm ơn em. Vì chuyện gì? Vì tất cả. Tuy là bây giờ đang được nói chuyện điện thoại với em, nhưng mà thật sự anh rất nhớ em á. Em cũng nhớ anh. Nội, chị Thanh đang ốm nghén hả nội? Không, chị Thanh thì khỏe. Người ốm nghén là anh hai con đó. Nội, biết qua giờ con ăn trúng cái gì con mắc ói lắm nội, con muốn ói mấy lần luôn á. Thì ăn bậy mà còn ăn bự nữa thì phải ói chứ sao. Thôi, đi xuống ăn sáng. Bữa nay nội nấu bún vịt để tẩm bổ cho vợ con đó. Cái gì nữa? Trời, con mới nghe tới chữ vịt, con muốn ói ra liền tại chỗ luôn á. Thôi con không ăn đâu tanh lắm rồi. Rồi, này rồi không biết rồi là đứa nào ốm ngán ta. Thôi, ông cháu mình xuống ăn. Nội, con có hẹn với Tú. Hôm nay nội ăn sáng mình nghe, cứ đi nha nội. Good morning. Chàng buổi sáng. Cảm ơn nha. Ừ. Đi ha. Ừ. Cái gì á? Anh nè. Em rất là tự hào khi có một người bạn trai như anh. Nên anh là chỗ dựa vững chắc của em, không có được bỏ rơi em, biết chưa? Gì vậy? Tuân lệnh. Nhưng mà hôm qua có người bán cho anh nguyên một cái rổ bơ bự chà bá luôn. Đền bù thiệt hại. Chưa đủ. Được chưa? Tạm chấp nhận. À, thôi đi làm trễ giờ, trễ giờ. Quên. Ngồi lên nha. Ừ. Xong. Ủa anh nhớ là bình thường em đâu có để tay đó đâu ta. Rồi. Rồi đi ha. Ừ. Nội, anh Minh đánh sao rồi nội?
nó từ hồi mà nó hay tin con có thai á, nó có triệu chứng luôn vậy đó. Nhiều khi nội nghĩ chắc nó là cái thằng có bầu chứ không phải con. Trời, có over quá không con? Trời ơi, anh làm cái gì ghê vậy? Sáng giờ anh hửi mùi gì cũng mắc ói á. Anh gắn hai này vô để khỏi hửi, khỏi mắc ói nữa. Trời ơi, trời ơi, làm cái gì mà ghê vậy? Chua, nó trời, sao nó biết con thèm ăn chua mà nó gọt xoài cho con vậy? Thì mày giống bà nội. Ủa? Nội, bữa hồi đó bà nội ngán cũng ăn thích ăn chua vậy hả nội? Ừ, tôi rành quá, mày nó giống máu bả. Chồng. Hả? Tự nhiên giờ em thấy anh dễ thương quá à. Tự nhiên bây giờ phải nhờ anh ngán giùm mà em không có cảm giác ngán luôn á. Dễ thương quá. Vì vợ chồng thể làm tất cả luôn á. Ngon lắm hả? Trời ơi, chua đã tới mò luôn á. Hai bị gà. Nãy giờ tôi nhắm mắt tôi gọt cái nha, tôi không có dòm đâu. Dạ, lỗi rồi. Thôi, cái áo đẹp nè, mua. Mua chung ha. Hello. Hello, đây. Mời hai em thưởng thức. Nhờ phước của bà My á mà dạo gần đây á được uống trà sữa dân bánh ngọt ké. Bà cũng có anh yêu chứ bộ, bà không biết tận dụng thôi. Thôi bà đừng có nhắc tới thằng cha đó nữa, làm mất hết độ ngon của bánh, biết chưa? Để tôi ăn nè. Ngon quá. Cái bánh này anh mua cái tiệm em rất là thích đó, cho nên là lúc mà mới ra cái bánh mới là anh order ngay lập tức. Thử đi. Em thử liền nghe. Ngon xuất sắc luôn á. Tuyệt vời đúng không? Nè. Mày đặt đút cho nhau ăn này nọ. Ở đây chỉ có hai người biết yêu thôi hả? Look at me. Há miệng ra đớp tình yêu của anh nè. Bây giờ anh muốn ăn bánh hay là ăn đòn hả? Ôi sao ai nói gì cũng lãng mạn. Tới tôi là tiền trất quốc rồi trời. Kỳ quá à. À, thấy chưa? Có thấy chú của bay như thế nào chưa? Thấy rồi. Sếp. Sếp. Cậu thích thể hiện lắm hả? Sao trong công việc á, tôi thấy cậu không thể hiện gì vậy? À, em làm việc liền. À, cậu Tú, xuống dưới lấy hàng mẫu lên đi. Ta đang chờ ở dưới đó. Dạ. Tôi xuống căng tin là một cà phê có ai gửi gắm gì mua không? Dạ không. Dạ không sao? Em cũng không. Em mất công việc rồi. Tôi tưởng cậu gửi chứ. Ôi. Bánh ngon quá. Bánh ngon lắm. À anh ơi, thang máy đang hư, anh đi thang bộ giùm em nha. À, dạ.
về đâu và thấy không có ngon màu cà phê kiểu này uống không được gì chứ. Trời đất ơi, ui giá. Nếu phẫu thuật á, tỷ lệ thành công chỉ có 20%, nhưng mà nếu không thành công á, thì có khả năng chân sẽ mất đi vận động. Còn nếu không phẫu thuật á, thì chân sẽ bị thoái hóa dần và chịu cơn đau này cả đời. Anh đã quyết định phẫu thuật chưa? Phẫu thuật hay không là chuyện của tôi. Anh đau hay là khó chịu chỗ nào hả? Em đi ra ngoài đi. Anh Tú à? Phiền quá, đi ra ngoài đi. Anh em năng nỉ anh, nói bỏ đi. Bỏ gì mà bỏ? Cháu anh chỉ có 20% thành công, 80% thất bại đó. Nếu thất bại sao? Tới lui hoài chú chóng mặt quá à, My. Con, thằng Tú làm sao rồi? Dạ anh Tú. Tú giật chân đáy cầu thang rồi đem vô phẫu thuật, không biết sao giờ này chưa xong nữa. Ở đâu cãi? Trong đó anh. Bệnh nhân Hoàng Tú đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm được rồi ạ. Cảm ơn cô. Đau không con? Con thấy trong người sao con? Con không sao. Cho hỏi đây ai là người nhà của bệnh nhân? Ở đây ai của người nhà bác sĩ ơi? Bác sĩ ơi, sức khỏe của con tôi khi nào mới hồi phục? Tôi cũng không chắc chắn. Do bệnh nhân tiếp đất sai cách dẫn tới chân bị động vết thương cũ. Đã cố định chân rồi, nhưng mà muốn khỏi thì cần phải phẫu thuật. Vậy bác sĩ phẫu thuật liền đi. Phẫu thuật liền đi bác sĩ. Tôi chưa nói xong. Nếu phẫu thuật á, tỷ lệ thành công chỉ có 20%, nhưng mà nếu không thành công á, thì có khả năng chân sẽ mất đi vận động. Còn nếu không phẫu thuật á, thì chân sẽ bị thoái hóa dần và chịu cơn đau này cả đời. Bác sĩ ơi, suy nghĩ còn có cách nào cứu con tôi không? Nó còn quá trẻ mà bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi về tôi sẽ suy nghĩ thêm. Anh ơi. Hả? Sao em? Anh. Hả? Ở nhà lo quá à. Hay là cho em vô bệnh viện thăm Tú có nó làm sao đi anh. Thôi nha. Em ở yên cho anh nha, em đang có bầu, em đi tới đi lui lỡ có chuyện gì rồi làm sao. Mẹ nói là em cũng phải ở nhà đó, không có đi đâu hết đó. Nhưng mà em lo quá, em sốt ruột quá à. Anh biết là em lo cho nó, mà giờ em vô đó em cũng giải quyết được gì đâu. Rồi lỡ mà em lo quá ảnh hưởng tới con rồi làm sao. Chuyện này để người lớn giải quyết đi, còn chuyện của em bây giờ là uống nước cam cho anh. Ờ Thanh, ông làm xong gà hầm rồi đó, con coi vô tranh thủ ăn cho nó nóng. Ờ mà nãy ông nội con có gọi điện cho ông, nói là thằng Tú nó về rồi. Ông có để phần cho thằng Tú, chắc hồi nữa con phải về bển á. Dạ nội. Hồi nãy ông nội con còn có nói thêm gì nữa không? Nội cũng không biết nữa. Thôi thôi vô tranh thủ ăn rồi về nha. Dạ. Gì nữa vậy anh? Không sao, em vô ăn đi. Lát anh chở em về bển anh đi toilet cái. Trời ơi sao tự nhiên lúc này rối gì nè. Con mời ba ăn xoài. Dạ con chào cả nhà. Thưa cả nhà con mới về. Dạ. Ờ con. Nè, ông nội nấu cho Tú á. Gì hả? Để em đi hâm nóng lại, chứ sáng giờ anh Tú chưa ăn gì hết trơn á. Hai đứa ngồi đi. Dạ. Dạ nội. Nó đã về nhà rồi, sao tự nhiên con thấy không ai vui hết vậy? Tạm thời á, Tú không thể đi lại được, do đụng vào vết thương cũ, cần phải được phẫu thuật. Nặng vậy hả ba? Nếu vậy phải phẫu thuật liền. Phẫu thuật á,
thành công nó chỉ có 20% thôi. Còn nếu thất bại thì phải... Trời đất ơi, sao tự nhiên nghiêm trọng dữ vậy? Nếu vậy thì mình cũng phải nên phẫu thuật đi ba. Giờ cả nhà thông cảm, ảnh đang bị ngén thế con. Trời, có vụ đó nữa hả? Dạ. Không ngén dùng vợ nữa hả? Dạ thiệt mà, ảnh đang thèm chua dữ lắm. Ảnh thèm tới nỗi mà nửa đêm á, ảnh lục tủ lạnh để nấu canh chua ăn đó mẹ. Dạ ba ơi, con thấy chuyện của Tú á là phải khuyên nó phẫu thuật đi. Còn nước thì còn tát mà ba. Cầu trời Phật phù hộ, thằng Tú ở hiền gặp lành, tai qua nạn khỏi. Dạ đúng rồi đó, Tú là người tốt mà, nhất định sẽ vượt qua được cơn giông tố này. Nếu phẫu thuật á, tỷ lệ thành công chỉ có 20%, nhưng mà nếu không thành công á, thì có khả năng chân sẽ mất đi vận động. Còn nếu không phẫu thuật á, thì chân sẽ bị thoái hóa dần và chịu cơn đau này cả đời. Anh ngủ chưa? Nội em có nấu đồ ăn nè, anh ăn chút đi, sáng giờ đã ăn gì đâu, em đút cho anh nha. Để đó đi, nào ngồi ăn. Vậy anh nhớ ăn đó nha. Mà anh đã quyết định phẫu thuật chưa? Phẫu thuật hay không là chuyện của tôi. Em nghĩ là anh nên quyết định phẫu thuật đi. Bác sĩ nói á, là tỷ lệ không thành công, nhưng mà mình vẫn còn hy vọng mà. Đi ra ngoài đi. Anh đau hay là khó chịu chỗ nào hả? Em đi ra ngoài đi. Có chuyện gì con? Dạ không có gì đâu nội. Anh Tú à? Phiền quá, đi ra ngoài đi. Em phiền. Mi, Tú nó đang không vui đó, lúc khác rồi nói chuyện nha. Đi em. Tú à, bình tĩnh con. Con có đau chỗ nào nó không, nói ba nghe coi. Nè, thôi con ráng ăn miếng đi cho nó có sức nghe. Nè, ăn đi coi. Con muốn để yên tĩnh chút xíu. Thôi vậy con nằm nghỉ đi nghe. Có gì kêu hả con? Nó đi ra hết đi. Có gì kêu nghe con. Em rất là tự hào khi có một người bạn trai như anh. Nên anh là chỗ dựa vững chắc của em, không có được bỏ rơi em, biết chưa? Sao bà không ngủ đi? Bà tính khóc tới sáng luôn à? Thì ông cũng thở dài rồi lăn qua lăn lại hoài, sao tôi ngủ được? Ủa đi đâu vậy? Tôi lên phòng Tú coi nó làm sao tôi mới yên tâm tôi ngủ được. Thấy lo lo rồi sao ta?
để nó ngủ một mình biết có sao không? Nên con cái chỉ yên tâm mà. Ủa? Ba hả? Ủa? Giờ đây con còn thức à? Dạ. Ba cũng chưa ngủ hả ba? Ừ. Nay sao tự nhiên biết trời hầm quá. Ba đi cho nó thoải mái tí xíu. Rồi cái đi ngang ba thấy con còn thức, ba vô ba thăm con luôn. Con khỏe không? Có nóng sốt gì không? Dạ con không có sao đâu ba. Ba yên tâm nha. Ba cứ về nghỉ ngơi đi, con không nghỉ quẩn đâu ba. Nha. Đừng có nghỉ quẩn. Con có đau không? Dạ không, con không bị gì hết á. Có nhớt chuyện con? Dạ dạ không sao ba. Ổn mấy ba. Ba ngồi đây. Ba thức ba canh con tới sáng cũng được nữa, cho ba yên tâm. Dạ không sao đâu mà ba, ba yên tâm, ba về ba nghỉ ngơi đi ba. Con đau một, nhưng mà ba với mẹ đau tới ngàn nữa con. Nhìn con cái cảnh này nó xót xa lắm. Thà ba với mẹ bị gì cũng được, mà con bị gì chịu không nổi. Tú à, hay là mình phẫu thuật đi con. Còn nước còn tát, cho dù thế nào thì con vẫn là con của ba với mẹ. Con biết con phải làm gì mà ba. Ba yên tâm đi. Thôi hay bây giờ ba về phòng ba nghỉ ngơi sớm nha ba. Ba muốn ở đây chăm sóc con từ nãy tới sáng luôn. Không sao đâu mà, ba yên tâm đi, con không nghĩ quẩn, con không làm gì bậy bạ đâu nha. Ba yên tâm nha. Con hứa với ba nha, không được nghĩ quẩn nha. Mình phẫu thuật xong rồi đó thì mình sẽ khỏe thôi, chân con sẽ đi lại bình thường mà. Nha con, bình tĩnh nha con. Dạ, ăn ngủ ngon nha. Con nằm xuống ngủ đi. Dạ, dạ được rồi, ba cứ về phòng nghỉ đi. Dạ. Chào khuya rồi sao con không đi ngủ? Dạ, tại con ngủ không được. Có phải là con nhớ chuyện thằng Tú phải không? Dạ. Con thấy ảnh vậy mà con không giúp gì được hết á. Nếu mà thằng Tú á, nó không đi lại được á, con có bỏ nó không? Không, dù có chuyện gì xảy ra con vẫn luôn ở bên cạnh ảnh. Vậy là con đã có câu trả lời rồi đó. Nhưng mà nội, hồi chiều anh cư xử lạ lắm, ảnh nạt con. Chưa bao giờ ảnh như vậy với con á. Con đừng có suy diễn. Nhiều khi nó bị sốc rồi giờ nó phản ứng như vậy thôi. Chuyện con cần làm bây giờ á là phải luôn ở bên cạnh nó. Như vậy là mình giúp đỡ rồi. Khóc đi con. Khóc cho nó nhẹ lòng nha con.
vậy hả con? Ủa, có ba, sao ngủ được không? Ba vô nè ba. Con ngủ được không con? Dạ được ba. Con tính đâu hả? Dạ, con tính mua toilet. À đây ba đỡ con cho. Thôi được ba, đây con tự. Cái thằng này mắc cỡ gì ba vậy con, mắc cỡ. Thôi được rồi, để con thử lấy được ba. Này con, từ từ nha, cái gì thế, từ. Dạ. Cẩn thận. Rồi con. Dạ. Cẩn thận nha, từ từ thôi. Cho ba vô luôn không? Dạ được rồi ba, không sao đâu ba. Mắc cỡ cái gì không biết nữa. Có gì kêu ba nha. Mẹ, có chuyện gì con phụ mẹ với? Đang bầu Bi. Đi lên trên lầu nghỉ đi. Bầu Bi không có xuống bếp, để mẹ làm. Trời ơi, bầu Bì chán quá à. Không có đụng tay đụng chân vô gì hết trơn. Chán quá thì mở tủ lạnh, lấy bánh lăng ăn rồi đi lên lầu nghỉ đi. Bà ơi. Ơi. Hầm tô súp xương cho Tú chưa? Rồi, chờ xíu. Đây. Mới vừa múc ra đang để cho nó nguội á. Thơm quá, chắc là ngon lắm à. Ngon sao không? Nhưng mà tôi dặn nè, lát bưng lên cho nó, ráng ép nó ăn nha. Chứ mấy này nó bỏ ăn đó, nó ăn ít lắm. Biết rồi. Ừ. Dạ, thưa ba, thưa mẹ. Ừ, con. Ê, trời ơi, sao vậy? Con xin lỗi ba, con tán hủ cười. Dạ, con thay mặt chồng con xin lỗi ba. Mà tại anh đang ngán giùm con mà. Không gì chứ ngoại là con chết cho tôi. Thôi thôi, nó lỡ mà, bưng lên cho Tú đi. Cũng phải tém tém lại chứ. Tối sao mà tém được em. Cảm ơn con của ba nha. Không có con là ông ngoại giết ba chết rồi. Thôi. Bây giờ phẫu thuật á, chỉ có 20% thành công thôi. Còn thất bại á, chắc chắn ngồi xe lăn á. Cái gì mà nặng dữ vậy anh? Đúng ra cũng không nặng vậy đâu. Nhưng mà vết thương cũ chồng vết thương mới, nó mới nặng vậy đó chứ. Cũng tại cái ly cà phê đó. Nếu không á, cháu anh cái chân nó không bị gì đâu. Anh, cũng xui rồi thôi. Chứ tôi cũng đâu có muốn đâu. Mà tôi cũng đã cho cậu ấy nghỉ phép cả tháng nay rồi. Cũng lãnh lương đàng hoàng mà. Cảm ơn sếp nha. Nhưng mà bây giờ có tiền tỷ á, cũng chưa chắc đền được cái chân của cháu tôi đâu. Cá nữa. Người giàu là vậy đó. Cứ làm cho đã thôi ha. Xong chị cứ xin lỗi. Anh, bỏ đi anh. Xin lỗi là bỏ tiền. Anh. Thiệt ít thì bỏ tiền nhiều thêm nữa. Anh em đang nghĩ anh nói bỏ đi. Bỏ gì mà bỏ. Cháu anh chỉ có 20% thành công thôi, 80% thất bại đó. Nếu thất bại thì sao? Ừ, chào con. Xong anh biết gì? Nhắc khéo anh từ nãy tới giờ mà cái miệng cứ bo bo à. Hết chuyện rồi, đi làm đi làm. Về chỗ làm.
để tôi bưng lên cho. Ai bưng mà không được. Chuyện là ông con trai, tôi bưng lên tôi còn tâm sự nó được. Tâm sự chuyện gì vậy? Bà hỏi chi vậy? Thôi, bà đi vô đi, vô tôi đi. Đừng đổ á. Đổ sao được mà đổ. Hôm nay bà đặt có chuyện bí mật nữa trời. Mời vô ạ. Con, ăn miếng súp cho ngon nha. Bà có sao không ba? Chết cha. Trời ba, con ngồi đi, con ngồi ôi đi. Trời ơi. Trời ơi, tôi nghe liền mà, đã nói để người ta bưng lên thì không chịu. Tài lanh không à. Nói nữa tài tôi. Bà dọn tôi đi bà. Bây giờ nhỏ không ăn được miếng nào hết trơn. Thôi mẹ đừng có la ba mẹ, ba không có cố ý đâu mẹ. Nha. À ba, hay là bây giờ ba dẫn con ra ngoài chơi đi, con đi muốn đi hóng gió quá. À, ba dẫn con đi cho nó thoải mái ha. Chứ mấy này coi nhà tù túng lắm. Dẫn nó ra ngoài giùm cái đi. Thiệt cái tình luôn. Bà giúp con nha mẹ. Biết rồi. Đi con. Đi từ từ con. Đi coi ra thoải mái con. Bà dọn dẹp tôi nha. Biết rồi. Bà chuyện cho người ta làm không à. Thôi đừng nói nữa. Đi từ từ con. Đi con. Mày. Chú biết con cũng buồn. Chú cũng vậy mà ha. Vô con thông cảm cho thằng Tú ấy. Đàn con trai mà, nó phải có sĩ diện của nó. Chứ mà con nó cả vậy thôi hả? Nhiều khi nó bị sốc rồi nó phản ứng như vậy thôi. Chuyện con cần làm bây giờ là phải luôn ở bên cạnh nó. Như vậy là mình giúp đỡ rồi. Bây giờ là lúc ảnh cần con nhất. Đúng. Con phải đến với ảnh ngay bây giờ. Đi liền hả con? Con không thể còn lấy được nữa. Ủa, nàng giờ làm việc mà cô ở đâu vậy? Thì đúng rồi sếp. Sếp làm cho bạn trai cô bị thương. Bây giờ cô đi chăm sóc là chuyện bình thường. Đúng sếp. Tình người mà. À đúng rồi. Dù sao thì dự án cũng đã xong rồi. Cô nghĩ cũng được ha. Nhưng mà cậu Khải nè, cậu nhắn lại với cổ giùm ha. Rồi giải quyết công việc đi. Khi nào xong xuôi trở lại đi làm cũng được nha. Dạ. Sếp nói vậy cũng nghe được. Anh sao hôm nay nói chuyện ngầu vậy? Oai vậy? Nói chuyện với sếp mà thẳng thắn vậy luôn đó hả? Thường đó mà. Nói chuyện đúng thì thôi chứ. Khi nào Tú phẫu thuật? Nhắc tới cái chuyện này thì nhà anh cũng không dám đá đồng tới nữa. Bây giờ trước mắt á, cần phải cho nó một không gian để cho nó yên tĩnh, ổn định. Hy vọng mấy mi sẽ làm được chuyện này. Anh nghĩ trong giờ phút này Tú cần người yêu bên cạnh nó nhất. Anh chỉ cảm giác một điều, mình là chú của Tú mà chẳng giúp ích được gì cho Tú cả. Anh cảm giác mình thất bại quá. Làm gì nhìn dữ vậy? Tại thấy hôm nay nói chuyện sâu sắc quá. Chứ mà hôm tào lao lắm hả? Còn phải hỏi. Nè, vợ thì ba. Ủa, mày đứng đi, mày làm gì, mày rình, mày mò như trộm trứng gà vậy Bảo? Con đang lo lắng cho thằng Tú ba. Sao mày lo lắng cho nó? Con sợ nó có cái gì con kịp thời chạy ra ứng phó cho nó liền. Có gì đâu mà phải ứng phó cho kịp thời. Làm như vậy đó là áp lực cho nó. Nó nghĩ nó là gánh nặng của gia đình này, hiểu không? Dạ, nhưng con lo lắm. Sợ để nó một mình, nó nghĩ quẩn rồi lỡ. Rồi bây giờ mày tính mày đứng đây mày canh nó hoài hay sao? Thôi đi vô giùm tao cái đi. Để tao ra tao nói chuyện với nó. Dạ. Bây giờ tâm trạng của con Tú nó không được ổn định. Ba giữ gìn rồi anh cứ nói nha ba. Dạ. Tao biết rồi. Tao là ba của mày, thấy không? Chứ không phải tao con mày đâu, mày dạy tao từng chút vậy đó. Bây giờ mày làm ơn làm phước, mày đi vô trong giùm tao cái đi. Không dòm gì nữa.
Bây giờ con vô hả ba? Ủa tao nói nãy giờ tao nó kêu mày đi vô mà. Mày bước dài dài giùm tao cái. Mày lết vô tới chổng cái chiều à. Thằng mày thiệt tình. Ủa, nội. Sao ngồi đây một mình vậy con? Dạ, ở trong nhà con thấy tù túng quá, cho nên là con ra ngoài đây cho thoải mái á nội. Nội biết hiện giờ tâm trạng của con không được tốt. Cái chuyện hôm qua đó, con phát tháo con My đó là không có đúng. Con gặp nó con xin lỗi, hoặc là nhắn tin cũng được. Hôm qua nội thấy nó buồn lắm đó. Nhưng mà nội ơi, con không có muốn liên lụy tới My. Cái gì mà liên lụy với không liên lụy? Con My á, nó chỉ quan tâm tới con thôi. Còn cái chuyện phẫu thuật đó, con suy nghĩ tới đâu rồi? Phẫu thuật càng sống càng tốt nha con. Nhưng con không muốn phẫu thuật nội. Tại sao không muốn phẫu thuật? Không lẽ con muốn chịu đau cả đời này hay sao? Con biết không, nếu lỡ như con thành người tàn phế á, thì có phải con là người gây phiền phức cho gia đình, gây phiền phức cho My? Con thà chịu đau chứ con không phẫu thuật đâu nội. Ủa con suy nghĩ sao vậy Tú? Không lẽ con chịu đau cả đời này? Con mà đau một đó, cả nhà này ta đau gấp trăm lần vậy đó. Nghe lời nội, đi phẫu thuật đi con. Con cứ suy nghĩ thêm đi. Nội á, thì nội muốn con phẫu thuật. Còn cơ hội thì còn hy vọng. Con đừng có suy diễn quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe nha con. Bà vô, bà vô. Nội, sao rồi ba? Trời, ba thở dài. Chắc là có chuyện gì xấu lắm rồi, ba mới thở dài. Sao rồi nội? Nội khuyên thằng Tú nó phẫu thuật mà nó cương quyết nó không có chịu. Dứt. Trời ơi, nó không chịu phẫu thuật rồi, không lẽ nó chịu đau đớn cả đời hay sao ba? Thiệt bây giờ hết biết sao. Để con đi ra thôi, thôi gặp Tú. Thôi. Mày ngồi yên đó giùm tao cái. Để cho nó suy nghĩ. Đừng có ra làm phiền nó nữa. Mày đến giùm tao có được không? Ủa vậy chưa đủ sao mày còn chù thêm nữa Bảo? Hả? Chù cha hại mẹ chưa đã, sao bây giờ tới chù tới con tới cháu nữa? Con lo cho thằng Tú á mà. Nín dứt. Không phải tại con muốn ăn đâu mọi người ơi, mà cái miệng con nó dừng lại không được. Bây giờ con không ăn là con chết đó. Chuyện Tú cũng tạm ổn rồi. Mấy con coi con đưa anh Thanh về bển đi dưỡng bầu đi con. Dạ. Con vô con coi coi nó làm sao. Thấy nó nặng lắm rồi đó. Con xin lỗi cả nhà nha, mấy bữa nay anh ngán dữ quá. Anh à, thằng ông con trai gì mà cứ ủa thằng làm quá. Trời ơi, nó thương vợ nó thì nó ôm ngán giùm cho vợ nó. Ông không thương thì thôi, chứ hỏi con Thanh mà nó ủa ấu vậy ông sót không? Hồi xưa đó tôi có một thằng Tú, trời ơi ngán xanh mặt, ông tỉnh bơ, ông có ngán giùm tôi miếng nào. Bà nói vậy bà nghe được hả? Bà có biết gì đâu, lúc mà bà ban bầu đó, tối bà ngủ như chết vậy đó. Bà say vô một cái, tôi sợ tôi lo, tôi ngồi tôi coi bà có cái gì không. Tới chừng mà đi vô bệnh viện đẻ đó, tôi đứng trước cửa phòng sanh tôi cầu trời khẩn Phật, làm ơn làm phước cho mẹ tròn con vuông, cho mọi chuyện bình an. Mấy tôi lo lắng, tôi lo cho bà nói vậy bà hỏi ba rồi bà biết không? Thôi, đừng hỏi tên tao nữa. Ủa, thì nói vậy thôi chứ ai nói gì đâu lẫy trời. Đàn ông gì hỏi chút nhẫn kỳ khôi cái. Ông à, giờ biết nói cách nào để cho thằng Tú nó chịu đi phẫu thuật đấy biết. Em đi làm em ra đây làm cái gì? Em qua thăm bạn trai mình không được hả?
Với lại em cũng có chuyện muốn nói với anh nữa. Dạ hả? Trùng hợp là anh cũng có chuyện muốn nói với em á. Dạ. Ngồi xuống đi. Anh chịu phẫu thuật rồi đúng không? Hay quá. Mình chia tay đi. Tôi đã kêu anh đi về rồi mà, sao em còn ở đây? Bây giờ em sẽ ở đây chăm sóc anh. Tôi không cần. Cần hay không á, là không do anh quyết định. Ở lại. Dạ, con xin phép ở lại đây chăm sóc anh Tú, để mà chị Thanh ở bên nhà con á, an tâm dưỡng thai. Đi về đi. Ở đây không có ích gì đâu. Anh nghĩ là anh đẩy em ra xa như vậy á, là có ích hả? Em bị điên hả My? Bây giờ anh là thằng tàn phế rồi. Anh không thể nào che chở hay bảo vệ cho em được hết. Em đi kiếm người khác đi My. Làm em ra đây làm cái gì? Em qua thăm bạn trai mình không được hả? Với lại em cũng có chuyện muốn nói với anh nữa. Dạ hả? Trùng hợp là anh cũng có chuyện muốn nói với em á. Dạ. Anh ngồi xuống đi. Anh chịu phẫu thuật rồi đúng không? Hay quá. Mình chia tay đi. Chia tay. Nếu em không có gì để nói thì em đi về đi. Chào em. Em không muốn chia tay. Anh là người bắt đầu nhưng em mới là người có quyền kết thúc. Em đừng ngang ngược vậy nữa được không? Anh mới là người ngang ngược á. Muốn đến là đến, đi là đi hả? Xin lỗi, anh mấy người dễ dãi vậy. Em muốn nói gì em nói. Bây giờ mình chia tay rồi, không liên quan gì nhau hết. Em đã nói với anh rồi, bây giờ tất cả mọi chuyện là do em quyết định. Anh muốn vô nhà đúng không? Anh lại tính kêu ba nữa chứ gì? Anh lớn rồi mà có ba hoài. Buông ra anh không cần. Anh cứ vậy hoài là em tụt quần anh đó nha. Anh quên mất biệt danh của em là gì rồi hả? Em con gái mà nói năng kỳ vậy. Vậy mà cũng có người thích đó. Đi vô nè. Không biết cái thằng Tú này nó suy nghĩ thông suốt chưa. Vô nó ngồi xuống đây nè con. Dạ. Vợ chồng Bảo đâu? Đó, dẫn nhỏ vô nè. Dạ. Dạ. Ủa, hôm nay con đi làm hả My? Dạ anh, con xin nghỉ phép hôm nay ạ. Con ngồi đây cho thoải mái con. Rồi, vậy thôi. Ba dìu con lên lầu nha. À, đó, đi. Ba dìu con, ba đưa con đi. Sao con, từ từ con. Khổ ghê. Con ngồi xuống đây đi. Từ từ thôi. Con đừng buồn. Nó đang khổ tâm lắm. Cho nên nó cư xử vậy á. Đừng giận nó nghe. Dạ con hiểu mà. Bác ơi, con có chuyện muốn nói với cả nhà mình. Rồi yên tâm. Để chú xin cho. Vậy nghe. Bye. Ai vậy anh? My. Nó nhờ anh xin nó nghỉ phép đó mà. Mua dính sữa đó. Ấy, đừng lau. Sao vậy? Để anh lau cho. Sạch rồi đó. Anh lau bằng khăn giấy. Chứ lau bằng cái gì? À, không, nó hơi khác với tưởng tượng của em thôi. Nhưng mà không sao. Alo. À, tôi biết rồi, tôi mang lên liền. Nghe. Chào sếp. À, sếp. Cha, hẹn hò trong công ty cũng lãng mạn dữ ta ha. Có đâu, tụi em làm việc mà. Việc hả? Cô Trâm nè, không phải tôi nhiều chuyện đâu nha.
Mà này tôi không nói thì tôi cũng khó chịu. Sao không? Bố có thích cậu Khải hay sao vậy? Cậu Khải có vừa già, rồi xấu, lớn tuổi nữa. Tôi tưởng cái gu của cô là phải làm ca sáu muối hay men lì được chứ. Trời ơi, cái gu của cô, cái muối nó mặn quá vậy. Em ơi, cho đi cà phê. Ủa, sao hồi đó nói là không thích tôi mà tự nhiên quay xe vậy? Thì coi như là tôi xui đấy. Sao mà mình lại thích ảnh ta? Trời ơi, sao nhiều đồ ăn quá vậy nội? Toàn là những cái món nó tốt cho bà bầu không á. Con phải ráng ăn cho thiệt nhiều để bồi bổ cho mẹ lẫn con, hiểu chưa? Nội nói đúng em. Em phải ráng ăn nhiều vô, đừng có phí công nội đứng nấu bếp cả buổi sáng cho em đó. Con cảm ơn nội, nội cực quá à. Còn cái gì đâu con. Thôi, ăn miếng gà nè. Em biết rồi. Ăn tự nhiên nha. Dạ, con cảm ơn nội. Bộ không muốn ăn hả con? Ngán hả? Dạ không phải đâu nội. Chứ sao? Không phải sao mà thấy cái mặt con buồn hiu vậy? Dạ đồ ăn thì ngon lắm, mà tại tự nhiên con lo cho Tú, con ăn không nổi. Tú, nhưng mà nội nghĩ chắc không sao đâu. Nhiều khi qua một cái cú sốc á, thì nó sẽ tự biết là nó phải làm cái gì. Con cũng đừng có lo nghĩ ảnh hưởng đến em bé trong bụng á. Dạ. Thôi ăn đi, ăn đi. Dạ. Minh, ơi, alo, alo. Trời ơi, thật lô cả đầu con. Trời ơi, vừa ăn vừa ngủ hay ghê luôn á. Dạ. Trời, anh ngủ thiệt á hả? Tự nhiên ấy, buồn ngủ xíu mà con ơi, bữa giờ tự nhiên con mệt mệt trong người rồi, con ngủ không sao đâu. Con ủa nói tới đâu rồi? Thiệt tình á, em đang nói về chuyện của Tú. Tú hả? Tội nghiệp Tú ghê à. Nhưng mà không sao, có bé My mà. Em cũng hơi bạo ghê nội. Chưa cưới hỏi gì qua đó làm dâu rồi. Ăn thi à, thiệt tình. Cái thật. Vô nha không? Dạ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Vô ăn luôn đi con. Dạ, bữa này lên giùm bác đấy. Ăn đi. Dạ, mời ba ăn cơm ba. Ba ăn cơm ba. Tôi đã kêu đi về rồi mà, sao em còn ở đây? Tú, ăn nói với khách vậy sao con? Bây giờ em sẽ ở đây chăm sóc anh. Tôi không cần. Cần hay không á là không do anh quyết định. Đây là nhà của tôi có quyền quyết định. Nói cho chính xác, nhà này là nhà của nội, thấy không? Nội đồng ý cho con My ở lại chăm sóc cho con. Nội, như vậy là không có công bằng, con thấy rất là bất công luôn á nội. Vậy con muốn công bằng không? Bỏ phiếu. Bỏ phiếu thử. 3 phiếu. 4 phiếu. Ở lại. Dạ. Con xin phép ở lại đây chăm sóc anh Tú để mà chị Thanh ở bên nhà con á an tâm dưỡng thai. Con ơi, thằng Tú nó đang lạnh nhạt với con. Bác sợ nó nói những lời không hay với con đó. Dạ không sao đâu, con nghĩ là ảnh làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhưng mà chăm sóc thằng Tú á không có dễ đâu nghe con. Dạ con làm được. Con coi gia đình mình á, gia đình thứ hai của con vậy đó. Mọi người đừng có coi con là người lạ nha. Bác cảm ơn con. Cảm ơn con đã không bỏ rơi thằng Tú. Bác biết lúc này nó cần con nhất. Cảm ơn, tôi không cần. Cấp cho thì ăn đi. Rồi con xin phép ở nhà con lên lầu. Con không ăn nữa. Tú. Tôi không cần. Tú này thiệt tình chứ. Hồi xưa tới giờ đó, nó là đứa hiểu chuyện nhất nhà. Mà bây giờ cứng đầu cứng cổ. Để tao lên nói chuyện với nó. Thôi không, để con lên cho. Khoan My, con vô đây đi. Chờ chút bác làm đồ ăn, con bưng lên nhiều cho bác nha. Dạ. Chắc Tú nó có nỗi khổ của nó đó ba. Nên nó mới cư xử như vậy. Nín mất đi. Con á là trụ cột trong gia đình. Hở chút khóc, hở chút khóc, làm sao dạy con cái được. Đây con thương nó, con sợ nó.
Thôi ông yếu rõ giờ rồi ông ơi. Cơm cơm ơi. Còn mày nữa, con cháu nó bị vậy đó, ngồi ăn ngon lành vô tâm vô tình. Con no. Ủa ăn gì đâu nó? Nghe chửi no. Ủa nói vậy là chửi đó hả? Con cái rất vu oan giấu quả cho cha mẹ không? Cầm hỏng lại giùm tao cái, để cho tao ăn cơm cho ngon cái coi. Sao em vô được vậy? Khóa cửa rồi mà. Em có chìa khóa dự phòng mà. Anh ăn đi, bệnh gì đừng có bỏ bữa. Không ăn. Em đi về đi. Ở đây không có ít gì đâu. Anh nghĩ là anh đẩy em ra xa như vậy á là có ít hả? Anh chỉ làm em tổn thương thôi. Nhưng mà ít nhất em chỉ phải đau khổ một lần. Hơn là cứ gắn chặt với anh thì em phải đau khổ cả đời. Em chưa bao giờ nghĩ là gắn chặt với anh là khổ sở cả đời cả. Em bị điên hả My? Bây giờ anh là thằng tàn phế rồi. Anh không thể nào che chở hay bảo vệ cho em được hết. Em đi kiếm thằng khác đi My. Cần bảo vệ, che chở hả? Em chỉ cần anh yêu thương em và giữ em bên cạnh thôi. Anh tự dằn vặt mình vậy rồi đẩy em ra xa. Anh biết như vậy là ích kỷ lắm không? Anh không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những người yêu thương mình gì cả. Là người mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Anh Tú, để em bên cạnh làm đôi chân của anh nha. Mày lôi hai đứa mới đứt này đi chỗ khác tao cái đi. Ba, cảm động thiệt mà ba. Để họ khóc đi. Để con khóc đi. Thiệt hả mẹ? Trời ơi, con mừng quá à. Dạ 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 con biết rồi. Dạ để con nói hết cho cả nhà nghe liền. Dạ vậy nha mẹ. Nội ơi, nội. Gì? Nội. Nội. Hử? Nội. Rồi ngồi xuống đi. Con nói nội nghe này nè. Gì? Thằng Tú nó chịu phẫu thuật rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy hay quá. Ê phải báo cho Minh chứ hả? Dạ. Con nghe rồi nội. Sao lẹ vậy nè? Dữ với anh. Anh không sao. Sao Tú nó chịu phẫu thuật kia em? Hồi nãy mẹ nói em á là do My thuyết phục đó. Hay quá. Con nhỏ em của anh không bao giờ làm cho anh thất vọng được. Anh à. Anh. Ê, cái này hơi lố đó. Đàn bà có bầu ta con không có bị ngén lố như mày đâu. Trời ơi, con hai môn phối hợp là vừa mắc ói, vừa bị tiêu chảy nữa. Ủa, mỗi lần ốm mén mà có cái triệu chứng tiêu chảy hả con? Dạ, như cái triệu chứng này thuộc về hàng hiếm đó nội.
5 lần rồi. Chóng mặt với này quá. Ra nhiều nó coi. Trời ơi cái thằng. Có sao không con? Anh không sao. À, không sao là. Anh Minh. Dạ mời vào. Ủa ba mẹ, ba ngồi đây đi. Thôi thôi ngồi xuống, trời ơi bộ bị. Con bộ bị ngồi xuống nghỉ đi. Nằm xuống đi con, nằm xuống đi. Dạ. Con sao rồi hả? Dạ, bác sĩ nói á là tại ảnh ngán thế con cho nên là ảnh ăn nhiều quá rồi rối loạn tiêu hóa, rồi mất nước nữa. Bây giờ phải nằm đây để truyền nước nghỉ ngơi á. Đáng lẽ là con chăm sóc cho bà bầu, ai ngờ bây giờ bà bầu chăm sóc ngược lại cho con. Thiệt là. Ba, ba đừng có la ảnh. Ảnh là thế con đó, ảnh mà không ngán giùm con người nằm đây là con mới đúng. Bà biết rồi. Chà, này biết bình chồng ha. Con xin lỗi ba mẹ, con để cả nhà mình lo lắng. Bây giờ con không sao mà, ba mẹ về chăm sóc cho Tú đi ba mẹ. Con đừng có lo, cứ yên tâm nằm ở đây tịnh dưỡng đi. Ở nhà có người uy tín hơn mẹ chăm sóc cho nó rồi. Anh ăn đi. Sao không ăn gấp cho anh chi vậy? Anh ăn nhiều vô cho mau khỏe. Thôi ăn đi nè. Ừ. Cảm ơn em nha. Mà anh nè, cái chuyện phẫu thuật sao rồi? Ba có gọi cho bên bệnh viện rồi. Họ nói là để họ sắp xếp rồi họ báo lại. Mà anh nghĩ là cũng sớm thôi, chắc trong nay mai à. Ừ. Thôi ăn đi. Em. Hử? Hứa với anh một chuyện được. Chuyện gì? Anh nói đi. Nếu như anh phẫu thuật không thành công. Không có nếu như gì hết. Dù kết quả như thế nào á thì anh vẫn là của em. Không có ai cướp anh khỏi tay em được hết. Biết chưa? Ngon thiệt á. Ừ. Ủa mà sao không ăn đi? Em thuận tay phải. Rồi. Phải công nhận nha, sếp tâm lý dễ sợ luôn. Sắp xếp cho anh với em á gặp khách hàng cùng một lượt. Chẳng qua là tại vì hôm nay My bận nên là sếp mới nhờ tới anh thôi. Cái đó không cần biết lý do, chỉ cần biết làm sao là anh em cùng được đi với nhau nè, cần kề bên nhau nè, chăm sóc lẫn nhau nè. Cái gì vậy? Ủa nó đúng sao mà sặc nước vậy? Sến quá à. Sến đi mà sến. Nổi da gà luôn á. Miễn sao được, yêu đương nó phải vậy đó nha. Ướt hết mặt mà. Trời ơi son nè. Anh cũng ga lăng đấy chứ. Dạ alo. Alo. Dạ dạ em đây nè chị. Ơi. Dạ chị. Dạ mời chị ngồi. Dạ em mời chị ngồi. Dạ. Ủa sếp của cô cậu đâu? Sao lại cử nhân viên trẻ nhắm có bàn bà công việc được không đó? Dạ chỉ có đây trẻ thôi chị, chứ em cũng đâu còn trẻ đâu. Dù sao thì cậu cũng trẻ hơn tôi mà. Dạ dĩ nhiên là em sao già hơn chị được. À, giỡn giỡn cho vui chị. À, chà, ca này khó sơ nha. Dạ chị dùng gì để em gọi nước cho chị ạ? À? Vậy gọi cho tôi một ly nước ngọt đi. Dạ chị đợi chút xíu ạ. À. Dạ, em xin tự giới thiệu với chị, em là Trâm, là người trực tiếp đảm nhận cái dự án này. Còn cái anh vừa rồi là anh Khải, là nhân viên chăm sóc khách hàng bên công ty em. Chị yên tâm, nhìn em trẻ vậy thôi chứ cũng có ít nhất là 2 năm kinh nghiệm rồi. Chắc
Cô với cậu cũng biết bên tôi làm dự án gì rồi phải không? À, dạ, dạ tất nhiên là biết ạ. À, bên mình đang làm... Bên tôi á, đang làm dự án cung thiên văn để ngắm sao và triển lãm các cái chủ đề liên quan. Dạ, em có biết bên em đã ghi nhận hết tất cả thông tin của bên chị và cho ra được cái bản sơ bộ kế hoạch đây. À, mời chị xem qua thử. Bệnh viện ta báo với con là ngày mai phẫu thuật đúng không? Dạ, vậy thôi để con lên con soạn đồ cho anh Tốt. Đây nè, à, cái này của bà nè, cái này của con với Tú. Của ba nè ba. Có gì nữa? Ê, ngày mai thằng Tú đi phẫu thuật, cả gia đình mình bận áo đỏ cho nó hên ba. Đồ lao con à. Đây, xe máy gì? Dạ, L. Tao mà mặc L hả? Con quên cộng cái bụng của ba, nếu cộng cái bụng của ba nó là XL. Mày coi là cái bụng mày kìa, mày đừng dòm ngó cái bụng tao Bảo ơi. Con nhớ giữ kỹ cái dây này bên mình không? Không được để mất cho con, cho nó may mắn nha con. Đó. Ừ, bà. Ừ. Ủa mà xưa giờ ông đâu có tin mấy cái vụ này đâu. Vì con tôi làm tất cả. Đúng rồi, làm gì mới đúng là người cha đó, thấy không? Mà từ rày sắp tới đó, không có được khóc nha, xui đó nghe. Trời đất ơi, mới nói làm liền vậy? Mày câm hỏng mày lên giùm tao có được không? Dạ. Con sợ nó đau đớn. Xui đó nghe. Con chịu không nổi. Thằng ốm dịch thì làm gì? Đẹp không? Dạ, mời chị ạ. Cái bản kế hoạch này quá khô khan. Bên tôi muốn làm cái chòm sao tiên nữ làm chủ đạo. Cô có biết chòm sao tiên nữ không? Dạ. Vậy là cô không có biết về thiên văn học rồi. Sao quảng bá được? À, cái đó bên em có một cái khâu nghiên cứu. Dạ, cái đó thì cũng dễ mà chị. À, theo cái thần thoại Hy Lạp đó chị, Andromeda là tên của nàng công chúa rất là xinh đẹp. Dạ. Mà đó là cái niềm hãnh diện của mẹ của ta. Đó là hoàng hậu Cassiopeia. Dạ. Vì quá khoe khoang sắc đẹp của con gái mình cho nên đã động tới cái lòng tham của con quái vật biển và bắt buộc nàng phải hiến tế cho quái vật biển. Mà may mắn cho nàng cuối cùng là dũng sĩ là Perseus đã cứu được nàng và sau này là chồng của nàng luôn. Đúng rồi. Vậy là còn mày am hiểu nè, làm việc với người hiểu biết gì á thì tôi yên tâm rồi đó. Dạ, chị cứ yên tâm. Dạ, tất cả các chòm sao trên cái bầu trời này á, nó nằm hết trong bàn tay của em á chị. Dạ, dạ, đây, đây, đây. Dạ, chị cứ xem lại cái dự án này nha. Có gì trong hài lòng á, chị cứ gạch đầu dòng nữa, tụi em sẽ chỉnh sửa lại hết thôi. Triển khai thêm. Dạ. Ôi, ôi, em sao vậy? Em bị chật chân rồi. Anh coi. Đau không? Ủa làm gì vậy? Anh cõng. Thôi kỳ lắm. Kỳ cái gì? Leo lên nhanh. Thôi. Nhanh. Không ngờ bờ da này cũng ấm áp đó chứ. Chắc đây là lý do mà mình thích ảnh. Mời vào. Ủa? Anh chưa ngủ hả? Ờ, anh chưa ngủ được. Mà em qua đây có chuyện gì không?
Tối nay cho em ngủ đây nha. Anh đừng nghĩ bậy. Chỉ là ngày mai anh nhập viện rồi, em qua đây canh chừng anh. Khi nào anh ngủ rồi thì em về. Nhưng mà anh nằm xuống đi. Đây, để em giúp. Anh nằm xuống đi, mai phải dậy sớm, giờ khuya rồi đó. Anh ngủ đi. Ngày mai anh nhập viện rồi, cần chuẩn bị một tinh thần tốt. Sao vậy? Không ngủ được hả? Sao? Sao tôi lo quá bà? Ông lo chuyện thằng Tú hả? Nó không chịu phẫu thuật, tôi cũng lo. Mà bây giờ nó chịu phẫu thuật, tôi cũng lo. Thôi mà, đừng có lo nhiều quá. Nó đồng ý phẫu thuật là mừng rồi. Mà phẫu thuật xong là nó ổn, không có sao đâu nha. Ngủ đi, ngủ đi. Đi đâu vậy? Bữa nay bà ngủ mình đi, tôi lên ngủ với con. Đi theo ông. Chị, ngủ với con luôn. Bà này, sao vô? Có con mình ở trong là yên tâm rồi. Đi được không? Trời ơi, dự kiến mổ có 4 tiếng thôi, bây giờ 6 tiếng đồng hồ rồi chưa xong là sao? Mộ Phật làm ơn phù hộ cho con tôi bình an. Đau, lo quá bà ơi. Bác sĩ. Bác sĩ. Sao? Cuộc phẫu thuật thành công đúng không bác sĩ? Thôi em đi vô nghỉ đi, để anh làm cho, mấy này anh làm được mà. Thôi mà, cho em phụ đi, ở trọng buồn lắm. Ây da, ây da. Gì vậy? Sao vậy? Hình như con mình đã đạp đó anh. Trời ơi, con ơi, sao con đạp mẹ, con đạp nhẹ thôi để mẹ đau, bà đau lòng lắm con ơi. Anh ơi, hình như con mình nó muốn ăn cái bánh kem này nè. Ăn, lát người ta thổi xong mới ăn được chứ. Ngoan nha con. Cái này là phiền anh lắm á. Ở nay là sinh nhật bé My mà phải mượn cái sân nhà anh tổ chức đó. Có gì đâu phiền, thì sân nhà tôi, sân nhà anh thì cũng như nhau chứ có gì đâu. Quen biết nhau và khách sáo cái gì không biết nữa. Con chào cả nhà, con thưa hai bác. Thưa cô chú, chào anh chị. Làm ơn cho qua, làm ơn.
Dạ thưa ba, dạ thưa bác Sang, thưa tất cả mọi người. Dạ đây là Trâm, bạn gái của con. Ô Phật, mừng quá trời. Rồi còn nhân vật chính của mình ở đâu? Xin mời nhân vật chính. Từ từ con, từ từ, từ từ. Tiến về phía chúng ta, đó là cô dâu và chú rể. Xuống đây đi con, My, xuống đây. Dạ. Nè, hôm nay là sinh nhật của em. Có cầu nguyện cái điều gì á, thì cầu nguyện đi nha. My. Sao anh đi được vậy? Thực ra anh đi lại được lâu rồi, mà anh cố tình giấu em là em bất ngờ. Sao? Cuộc phẫu thuật thành công đúng không bác sĩ? Do vết thương phức tạp hơn chẩn đoán ban đầu nên thời gian phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên ca phẫu thuật đã thành công. Đau! Trời ơi! Đau! Thời gian phục hồi sẽ lâu. Người nhà bệnh nhân cần chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt. Dạ, dạ bác sĩ. Dạ, biết rồi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn. Còn có bóng đèn quá. Làm vợ anh nha. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Mày nữa, cười cái gì? Cưới luôn đi, tao tổ chức luôn được. Sợ quá quá. Wow.